Trong khuôn khổ sự kiện One Life Out, Martin Nguyễn đã xuất sắc hạ knock out kỹ thuật tay đấm người Ukraine Kirill Gorobets ở hiệp 3. Anh liên tục tấn công vào ngực và mặt khiến cho đối thủ lạc choạng rồi quỵ xuống sàn. Sau đó trọng tài yêu cầu dừng trận đấu và giành chiến thắng cho Martin Nguyễn. Ở trận đấu tâm điểm với Thành Lê và Gary Tonnen, võ sĩ gốc Việt đã giành chiến thắng knock out chóng vánh sau 65 giây, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng long. Chứng kiến màn trình diễn hủy diệt của Thành Lê, chủ tịch World Championship Chatty Siyotong đã thưởng nóng cho anh 50.000 đô la. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt nâng chuỗi toàn thắng bằng knock out tại One lên con số 5. Ở tuổi 39, Nguyễn Tiến Minh vẫn tham dự SEA Games 31 với mục tiêu đổi màu huy chương cho cầu lông Việt Nam tại Đại hội Thể thao khu vực. Dù không còn nền tảng thể lực tốt như xưa, Tiến Minh vẫn là tấm gương cho các đàn em noi theo nhờ kinh nghiệm và kỷ luật rèn luyện. Sắp tới, Tiến Minh sẽ có mặt ở Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam di chuyển xuống Bắc Giang, địa điểm tổ chức môn cầu lông, để thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi cũng như thời tiết. Xuyên suốt gần 20 năm qua, kể từ khi SEA Games 22-2003 tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam, đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn chưa một lần vượt qua thành tích huy chương đồng. Ngoài Tiến Minh, cầu lông Việt Nam vẫn còn rất nhiều niềm hy vọng, đó là Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát để hiện thực hóa giấc mơ vào chung kết lần đầu tiên và mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam tại sân chơi khu vực. Trong ngày thi đấu thứ 3 của tuần 8 LCK mùa xuân 2022, T1 đã trải qua một trận đấu vất vả trước Quang Đông Fritz. Ở ván đầu tiên, khoảnh khắc lóe sáng của Korea đã tạo tiền đề giúp T1 vươn lên dẫn trước. Tỷ số được cân bằng ở ván đấu sau đó khi T1 tỏ ra bất lực trước quân bài Mafai của Kim. Để ván quyết định, Faker gây bất ngờ khi đem Kaisa ra đường giữa, còn đó tạo ra kỷ lục đem 71 vị tướng khác nhau vào thi đấu tại LCK. Tuy vậy, bộ đội Gumayusi Korea mới mang đến sự khác biệt, giúp T1 kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau 29 phút thi đấu, Faker cùng đồng đội chính thức phá kỷ lục của SKT T1 2015 với chuỗi thắng thứ 15. Chuyển sang LPL, Weibo Gaming đã phải hứng chịu thất bại bạc nhiều trước Top Esports. Kết quả này không phải là điều quá tồi tệ với Weibo khi họ đã chắc chắn góp mặt ở vòng playoff. Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt của Sof và Angel đã khiến người hâm mộ đội tuyển này không khỏi lo lắng. Mới đây, Joe Mars, CEO của T1 đã có buổi trả lời phỏng vấn cùng với Corazon Esports. Tại đó, người đứng đầu T1 chia sẻ hàng loạt sự thật bất ngờ xung quanh việc tái ký hợp đồng của Faker. Kỳ thực, việc giữ chân tuyển thủ sinh năm 94 không hề dễ dàng. Theo Joe, đã có rất nhiều đội LPL đang nhầm ngó Faker. Với tiềm lực kinh tế mạnh và sự hào phóng nổi tiếng, họ không tiếc tiền để chiêu mộ Faker. Thậm chí một số đại diện Trung Quốc còn đề nghị mức thu nhập rất cao, gấp nhiều lần so với T1. Trước đó, tiền lương của Faker sau khi ký hợp đồng mới với T1 là 6 triệu đô một năm, tương đương với 138 tỷ đồng. Khi đó, Faker là người có thu nhập cao nhất trong giới eSports. Nhưng nếu như gật đầu để với LPL, Faker có thể bỏ túi con số khủng hơn. Liên quan đến tương lai của Eagle, trong buổi stream mới đây, Hoàng Luân dự đoán tuyển thủ đi rừng này vẫn còn hợp đồng với CES. Tuy nhiên CES chưa cho Eagle ra sân là có lý do. Thần Khuyển đang cố gắng khắc phục thiệt hại về mặt tinh thần, danh tiếng mà Tiểu Sọc đã gây ra sau vụ drama động trời. Bên cạnh đó, CES cũng cần những lời xin lỗi của Eagle dành cho đội tuyển, cho tuyển thủ và người hâm mộ. Được biết, cá nhân Eagle cũng đã có động thái trên trang cá nhân, ngầm xác nhận về màn tái xuất trong thời gian tới. Với người bất tử Zeros, Hoàng Luân nhận định cựu sao SPTC rất khó được giảm án phạt Global Ban vào lúc này. Theo Belu, Ma Vương phải thụ án tối thiểu 2 năm mới nghĩ đến chuyện giảm án. Tuy vậy, tỷ lệ Dezaros có thể được ân xá cũng rất thấp và gần như không có.